Trung Quốc ngày 24 tháng 4 tố cáo Úc cương điệu các lý thuyết về mối đe dọa Trung Quốc vô căn cứ và lấy đó làm cớ để tăng cường sức mạnh quân sự. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói Trung Quốc luôn theo đuổi chính sách phòng thủ quốc gia và không là mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào. Chính phủ Úc đã công bố bản đánh giá ngày 24 tháng 4 cho biết họ sẽ ưu tiên khả năng tấn công chính sách tầm xa, sản xuất vũ khí dẫn đường trong nước. Bản đánh giá nói Trung Quốc đang tiến hành xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, không minh bạch về ý đồ và đang tham gia cạnh tranh chiến lược ở khu vực lân cận của Úc. Chính phủ Trung Quốc dường như né xa những bình luận từ đại sứ Diều Hâu của họ tại Paris vào tuần trước, vốn đã gây ra sự phẫn nộ ở châu Âu và dường như chất vấn về chủ quyền của các quốc gia từng là thành viên của Liên Xô, chẳng hạn như Ukraine. Những bình luận đó cũng đe dọa nỗ lực của Trung Quốc để được coi là một bên trung lập cuộc chiến. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 24 tháng 4 nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh tôn trọng các quốc gia thuộc Liên Xô cũ là các quốc gia có chủ quyền, rằng lẽ thường cho thấy Ukraine có chủ quyền bởi vì nước này là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tuyên bố của bà Mao Ninh đại diện cho quan điểm chính thức của chính phủ Trung Quốc. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Paris cho biết vị đại sứ chỉ đưa ra quan điểm cá nhân. Đại sứ Lu Shai nói với truyền hình Pháp trong một cuộc phỏng vấn rằng các nước thuộc Liên Xô cũ, xin trích, không có tư cách thực tế trong luật pháp quốc tế, hết trích, khi ông được hỏi liệu Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc và Litva ngày 24 tháng 4 đã phản ứng. Tôi hy vọng rằng các cấp trên của vị đại sứ này sẽ làm cho mọi việc trở nên rõ ràng. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và sau ngày hôm nay, ba quốc gia vùng Baltic sẽ triệu tập các đại diện, trong trường hợp của chúng tôi là đại diện lâm thời, ở các thủ đô khác là đại sứ, để yêu cầu làm rõ quan điểm của Trung Quốc về vấn đề độc lập có thay đổi không, và để nhắc nhở ông ấy rằng chúng tôi không phải là các quốc gia hậu Xô Viết, chúng tôi là những quốc gia bị Liên Xô chiếm đóng trái phép. Đại sứ Lu không xa lạ gì với chuyện gây tranh cãi. Ông được coi là nhà ngoại giao chiến lang ở Trung Quốc, được biết đến với phong cách diều hầu và thô bạo. Ông đã vài lần bị chính phủ Pháp triệu tập. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì hôm 24 tháng 4 rằng cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine đang gây ra sự đau khổ và tàn phá to lớn cho đất nước và người dân Ukraine và đẩy mạnh sự xáo trộn kinh tế toàn cầu vốn do đại dịch COVID-19 gây ra. Căng thẳng giữa các cường quốc chính đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Nguy cơ xung đột do hành động sai lầm hoặc tính toán sai lầm cũng vậy. Ngoại trưởng Nga Lavrov chủ trì cuộc họp về chủ nghĩa đa phương và hiến chương thành lập Liên Hợp Quốc vì Nga tháng 4 này giữ chức chủ tịch luân phiên hàng tháng của cơ quan gồm 15 thành viên. Cùng ngày 24 tháng 4, các ngoại trưởng EU gặp nhau tại Luxembourg để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, tình hình ở Sudan và quan hệ với Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shai đã chất vấn chủ quyền của các nước thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, nói rằng các nước này thiếu quy chế thực tế trong luật pháp quốc tế. Ông Shai nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Pháp vào ngày 21 tháng 4. Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Luxembourg, Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský cho biết những bình luận của ông Lu là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các nước trên thế giới đang khẩn trương sơ tán công dân của họ rời khỏi Sudan trong cuộc giao tranh giữa quân đội và lực lượng bán quân sự của nước này. Đối với hơn 100 người từ Sudan đáp xuống Đức hôm 24 tháng 4, họ vừa trải qua một trải nghiệm đáng sợ. Chuyến bay này chỉ là một trong những nỗ lực của các quốc gia trên thế giới nhằm đưa hàng nghìn công dân ra khỏi thủ đô Khartoum của Sudan. Giao tranh giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự tạm lắng là cơ hội cho các cuộc sơ tán diễn ra. Nhưng hàng triệu người Sudan vẫn bị mắc kẹt trong một thành phố vốn đã bị biến thành vùng chiến sự. Họ không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản và bị mắc kẹt trong nhà giữa bạo lực vốn đã giết chết hàng trăm người. Bất chấp áp lực liên tục từ cộng đồng quốc tế, hai bên đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Nhưng tình hình đã đủ yên tĩnh vào cuối tuần để Hoa Kỳ di tản nhân viên tòa đại sứ. Điều đó đã gây ra làn sóng di tản gấp rút của các quốc gia khác. Ngày 24 tháng 4, Pháp và Đức cho biết họ đã đưa 700 người ra khỏi Sudan. Các quốc gia khác cho biết họ đã di tản công dân, bao gồm Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha và Liban. Indonesia cho biết 500 công dân của họ đã được sơ tán đến cảng Sudan, trên bờ Biển Đỏ. Một nguồn tin ngoại giao cho biết một đoàn xe chở khoảng 700 nhân viên Liên Hợp Quốc, tổ chức phi chính phủ và nhân viên tòa đại sứ cũng đã đến cảng Sudan vào ngày 23 tháng 4.
Ca ngợi thành công của việc sơ tán, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell cho biết công việc cũng cần phải tiếp tục hướng tới một kết thúc chính trị cho bạo lực. Sudan hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hầu hết các bệnh viện đều đóng cửa và nguồn cung cấp nước và điện cho hàng triệu người đã bị cắt giảm. Các máy bay chiến đấu đã ném bom thủ đô và sân bay chính đã trở thành trung tâm của cuộc giao tranh, trong khi các trận địa pháo đã khiến cho việc di chuyển trong và ngoài một trong những thành phố lớn nhất của châu Phi trở nên mất an toàn. Khoảng 3.000 di dân hôm 23 tháng 4 khởi hành cuộc tuần hành phản đối rầm rộ qua miền Nam Mexico để yêu cầu chấm dứt các trung tâm giam giữ di dân giống như trung tâm đã phát hỏa vào tháng trước khiến 40 di dân thiệt mạng. Những di dân lên đường vào sáng sớm ngày 23 tháng 4 từ thành phố Tapachula gần biên giới Guatemala. Họ cho biết mục đích của họ là đến Mexico City để yêu cầu thay đổi cách đối xử với di dân. Nhưng trong quá khứ, nhiều người tham gia các cuộc tuần hành như vậy đã đi thẳng tới biên giới Hoa Kỳ. Đây hầu như luôn là mục tiêu của họ. Những di dân này chủ yếu đến từ Trung Mỹ, Cuba, Venezuela, Ecuador và Colombia. Chính quyền Mexico đã sử dụng các hạn chế về thủ tục giấy tờ và các trạm kiểm soát xa lộ để ngăn chặn hàng chục nghìn di dân vốn đang thất vọng ở Tapachula, khiến họ khó đi đến biên giới Mỹ. Ban tổ chức cuộc tuần hành cho biết di dân yêu cầu giải thể cơ quan nhập cư của Mexico và gọi các trung tâm giam giữ là nhà tù. Vụ hỏa hoạn ở Ciudad Juarez, sắp ranh giới thành phố El Paso ở bang Texas, Mỹ, nổ ra sau khi một di dân đốt nệm để phản đối. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả cơ sở này, khiến 40 di dân thiệt mạng.